Xin nhắc lại, nguyên tắc cộng con số chủ đạo bằng cách cộng từng con số trong ngày tháng năm sinh của bạn lại, cho ra một con số tổng. Ví dụ, ngày sinh 27 tháng 5, 1983. Lấy 2 cộng 7, cộng 5, cộng 1, cộng 9, cộng 8, cộng 3 bằng 35. Cộng tiếp, 3 cộng 5 bằng 8. Vậy con số chủ đạo của trường hợp này là 8. Trường phái Pythagore không có con số chủ đạo bằng 1. Vậy nếu số tổng là 10, mình giữ nguyên 10 nhé. Các con số chủ đạo của chúng ta sẽ có từ số 2 kéo dài đến số 11. Nếu tổng số là 12, sẽ tính là 1 cộng 2 bằng 3. Có thêm một trường hợp đặc biệt nữa là số 4 được tạo thành từ số tổng 22, tính thành một trường hợp riêng, 22 trên 4. Số chủ đạo 9. So với những nhóm khác, người mang con số chủ đạo 9 sẽ nhân gấp 3 lần yếu tố hoài bão, trách nhiệm và lý tưởng. Họ luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu. Người số 9 luôn cảm thấy mình đầy trách nhiệm. Họ phù hợp với nghệ thuật và các lĩnh vực nhân văn hơn là với khoa học hay thương mại. Số 9 thể hiện tình thương vô bờ bến đối với nhân loại, có nghĩa là phải sống khổ hạnh mới tìm ra chân lý và khuyên chúng ta. Sự im lặng là vàng bạc, lời nói phải cẩn thận, phải suy nghĩ chín chắn trước khi phát ngôn. Số 9 liên hệ với sao Neptune, tương đương với thần tu khổ hạnh của bài Tarot. Đức Khổng Phu Tử và Thủ tướng Ấn Độ, Thánh Gandhi thuộc loại người số 9. Tính tình và nhân cách rất thụ cảm và tế nhị, cảm thông với những nhu cầu đòi hỏi của người chung quanh và sẵn sàng giúp họ thỏa mãn một cách nồng nhiệt. Các nạn nhân của bạo lực và áp bức, những người bị bạc đãi, hất hủi, bệnh tật, già yếu, không may mắn, đều gây cảm xúc cho họ như là những người thân thuộc vậy. Khi theo đuổi một nguyên do chính đáng, họ sẽ đắm đến độ quên lãng cả gia đình. Tính lại, họ là con người rất nhân ái và lý tưởng, bị chi phối bởi trực giác và tình cảm nhiều hơn là lý luận và tri thức. Mặc dù rất thụ cảm, họ rất dè dặt, thường rút lui vào địa hạt triết lý, tâm linh, với hy vọng tìm ra được giải quyết thỏa đáng cho những vấn đề về những đau khổ của loài người. Ít khi bị quyến rũ bởi tiền bạc hay quyền hành, trừ phi đó là những phương tiện cứu giúp người. Có tính chịu đựng bền bỉ, can đảm và cương quyết, nhưng lại ít dùng tính đó để suy nghĩ cho mình. Mục đích của họ là tình yêu rộng lớn, lòng đại lượng và sự thông cảm. Được nhiều người mến chuộng cũng như bị nhiều người ghen ghét, bởi vì họ dễ dàng kết bạn nhưng thường không giữ được bạn bởi tính tình nông nổi, bồng bột. Không ưa cãi cọ về những chuyện vụn vặt nhưng lại rất chú trọng đến các vấn đề quan trọng và dễ cáu gắt, giận dữ với những người không đồng quan điểm. Thường thì dè dặt, tự quyết, tự lập và ẩn tránh nhiều hơn. Về một vài khía cạnh khác, họ là một cá nhân rất may mắn và hay thay đổi. Hôm nay thì buồn bã ủ ê, nhưng hôm sau sẽ vui nhộn hứng khởi. Tuần này hăng hái sôi nổi, tuần sau đã dửng dưng lạnh nhạt. Tuy nhiên có một điểm cố định, dù tính tình và hoàn cảnh có thay đổi, mục tiêu duy nhất là tự do và tình yêu thương đồng loại. Công việc, năng khiếu và tiền bạc thích hợp hơn cả với những công việc và nghề nghiệp đòi hỏi sự giúp đỡ người khác. Nếu biết hòa đồng tính tình, họ sẽ là những nhà lãnh đạo tôn giáo, các bác sĩ, trợ tá, y tá, cán sự xã hội và kể cả thợ thuyền rất khéo léo tài ba. Tuy dè dặt nhưng cũng có rất nhiều người thích xuất hiện trước quần chúng và có thể thành công như nhà hùng biện, thuyết pháp, chính trị gia, giảng viên hay giáo sư triết học. Tuy có trí thông minh và tài lãnh đạo rất cần thiết cho việc kinh tài, họ lại thường không thấy hạnh phúc. Làm việc chỉ vì tiền hay vì danh tiếng không làm cho họ thỏa mãn. Luật học rất thích ứng với họ nếu họ được phép bênh vực thẳng thắn cho chính nghĩa. Là nhân viên tính tình thất thường, họ chỉ đạt được kết quả tốt nếu biết để hết nhiệt tâm vào việc làm cũng như sự tin tưởng. Rất dễ để tình cảm xen vào công việc. Là chủ nhân, họ rất điệu vợi, thật thà và rộng lượng. Về tiền bạc, họ thường không thành thạo trong vấn đề quản trị. Có người kiếm được nhiều tiền và giàu có thường là do may mắn nhiều hơn. Đại lượng, sẵn sàng giúp đỡ gia đình và bạn bè, có khi cả những người rất xa lạ nữa. Không hiếm những người số 9 bị nợ nần nhiều. Tuy thích tiền bạc nhưng lại không nô lệ cho đồng tiền. Đối với họ, đồng tiền kiếm ra được
chỉ để tạo ra tiện nghi cho đời sống vật chất, chứ không phải dùng tiền để tạo thế lực hay dùng để đẻ ra đồng tiền khác. Tình duyên là người bạn đường rất tín cẩn và trung tình. Hôn nhân đối với họ rất thiêng liêng, rất ít than phiền về bạn trăm năm của mình với người khác, dù là bạn bè thân thuộc. Và ngược lại, rất là khổ sở nếu người yêu của mình phân trần chuyện gia đình với người ngoài. Họ đáng kính trọng nhưng chưa phải là người bạn đời lý tưởng. Cũng giống như một số đông các bác sĩ, họ dành hầu hết thì giờ và năng lực cho những người khác, nhiều khi quên lãng gia đình. Đời sống tình cảm khô khan, họ bị hăng say về công việc. Họ quên cả những ngày nghỉ lễ quan trọng như sinh nhật hay ngày Tết, Noel. Tuy tình cảm khô khan, nhưng nhiều khi họ cần sự yêu thương. Họ thích hợp với số 4, 7 hay 9 vì đồng tính tình và mục tiêu giống nhau. Đôi khi số 9 kết hợp với số 2 cũng sung sướng. Với sự chịu đựng và cố gắng của cả hai bên, số 9 sẽ có thể kết hợp với số 3, 6 hay 8. Phải thận trọng khi muốn kết hợp với số 1 hay số 5 vì tính tình trái ngược. Số chủ đạo 10. Cuộc sống của người số 10 có hai đặc điểm nổi trội: khả năng thích nghi và khả năng thay đổi. Tính linh hoạt của họ có thể hỗ trợ người khác rất nhiều trong việc thích ứng với các thay đổi trong cuộc sống. Khi sống tích cực, họ có thể là người rất quảng giao, được yêu thích. Nhưng khi sống tiêu cực, họ có thể là những cá nhân lạc lối, bất an và lao đao trên đường đời. Tuy vậy, chưa có con số nào lại có một khả năng dao động lớn và rộng như vậy. Khi sống tích cực, họ có thể là một người rất quảng giao, được yêu thích trong xã hội. Nhưng khi sống tiêu cực, họ có thể là những cá nhân hết sức chao đao, lạc lối, bất an. Họ là những người dễ thích nghi nhất trong tất cả các số. Họ có tiềm năng để nắm bắt những thành công rực rỡ, nhưng họ cũng có thể mòn mỏi trong sự tầm thường. Những người có số tổng cộng từ ngày sinh mang các số 19, 28, 37, 46 sẽ mang con số chủ đạo 10 này nhé. Mục đích sống. Cuộc sống của những người số 10 đậm nét hai đặc điểm: khả năng thích nghi và khả năng thay đổi. Độ linh hoạt trời cho có thể hỗ trợ họ tối đa trong việc giúp đỡ người khác điều chỉnh rất nhiều đổi thay trong cuộc sống. Khi đời trở nên phức tạp hơn, việc thích nghi với đời sống bắt buộc cần thiết hơn. Chúng ta sẽ thấy người số 10 có mặt trong rất nhiều phương diện nghề nghiệp hay tình huống. Họ có một lòng can đảm trời cho, đưa họ vào những cuộc dấn thân đầy tính tiên phong và những người khác hầu như không bao giờ nghĩ dám thực hiện. Thể hiện tốt nhất. Nếu chúng ta tìm kiếm một người có thể bầu bạn, cùng ta tận hưởng những thú vui nhẹ nhàng trong cuộc sống, không ai phù hợp hơn những người số 10. Họ tỏ ra vui vẻ nhất khi họ được đắm mình trong những trải nghiệm mà coi là phấn khích bùng nổ trong cuộc sống. Nhưng khi họ bị áp lực hoặc bị cản trở về tinh thần, họ xuống tinh thần nhanh chóng mà không rõ nguyên nhân. Điều này làm cho họ trở nên tức giận, thường bộc lộ ra ngoài bằng những hồi nóng nảy hay nổi dịch. Một bộ phận người số 10 sẽ rất thẳng thắn, bộc trực, quyết đoán, tinh thần lạc quan vô biên của họ dẫn dắt họ từ chỗ thành công đáng kể trong cuộc sống. Đây là biểu đạt tự nhiên của số 10, là một sự kết hợp đầy quyền năng của cái tôi, số 1, thể hiện chiều sâu tinh thần vô hạn của mình thông qua số 0. Những đặc điểm nổi bật là một số mang tính thực tế. Số 10 tỏa ra một sức mạnh linh động và khả năng thích ứng để tạo được một cá tính rất được yêu thích. Bản tính vui vẻ của họ nhìn chung mang tính lan tỏa, nhưng bởi vì họ không muốn can dự quá sâu vào các vấn đề của người khác, họ sẽ thấy khó hiểu vì sao người ta lại không vui vẻ hay giỏi thích nghi giống họ. Phần lớn người số 10 ít đào sâu vào cuộc sống, hài lòng với những thú vui bề nổi, đặc biệt là thể thao, hoặc chủ động tham gia, hoặc chỉ làm người xem. Ngược lại, một số ít người số 10 lại rất ý thức về những giá trị tiềm ẩn ở họ và trở nên đặc biệt thành công trong nghề nghiệp do có khả năng kiên cường vượt qua những khó khăn trở ngại. Nhìn chung số 10 vô thức có một vẻ hòa nhã, tự tin vào bản thân, thể hiện qua cá tính và vẻ ngoài trang nhã, cho dù họ ăn mặc thế nào. Họ không mấy thành công trong việc giải quyết các vấn đề về tâm lý của bản thân hay của những người khác, cũng không phải những nhà tư vấn tài ba trong các mối quan hệ bạn bè, thường thích bầu bạn với các thành viên là người cùng phái hơn là khác phái. Họ cũng nhìn chung rất có máu nghệ thuật, với sự nhạy cảm khiến họ có thể trở thành những nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ tài hoa hay các chuyên gia đánh giá có gu trong quần áo hay các vật dụng khác.
những khuynh hướng tiêu cực cần khắc phục. Sự tự tin ở những người số 10 đôi khi có thể dẫn đến sự thái quá, khiến họ muốn áp chế người khác. Nhưng họ hay làm điều đó một cách ít khôn ngoan, dẫn đến sự bất hòa căng thẳng. Khuynh hướng này có thể tránh được thông qua ý thức, kiểm soát cái tôi, tái nhận diện độ sâu tinh thần cho mỗi người và tránh lối sống hời hợt. Việc chủ động tham gia các hoạt động đầy tính xây dựng và sáng tạo cũng sẽ tích cực giúp người số 10 tiếp nhận thêm những quan điểm thấu suốt hơn, đủ để nhận ra rằng nếu một ngày nào đó cánh cửa đóng sập lại trước mặt ta, ta chỉ cần quay đi và tìm những cánh cửa mở khác. Họ cũng không cần tránh tâm trạng lười biếng và tránh né cuộc sống. Và họ cũng cần học cách tự khép mình vào kỷ luật để vượt qua cảm giác buồn sầu và không an toàn về cảm xúc. Những đề xuất phát triển. Những người số 10 nếu không tự nhận ra những giá trị của mình sẽ dễ bị chìm khuất trong những quy chuẩn tầm thường. Họ cần tìm ra tiềm năng của mình để trở nên vượt trội. Đó là khả năng linh hoạt và thích nghi cực mạnh mẽ. Trong suốt vòng đời của mình, người số 10 rất cần các dạng thiền tĩnh tâm để tập trung vào nội tâm và giữ họ kết nối với sức mạnh bên trong. Họ cũng cần vận dụng tính hài hòa trong cuộc sống để phát triển nhận thức về thế giới xung quanh, sự uyên bác, sự hòa hợp trong thái độ, tình cảm và sự kính ngưỡng cuộc sống. Bên cạnh đó, cũng cần phải học cách phân biệt cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng. Nếu không, họ sẽ dễ bị phí thời gian theo đuổi những điều không đáng. Nghề nghiệp hợp nhất. Người số 10 sẽ hợp với các dạng ngành nghề, thể thao hay biểu diễn chuyên nghiệp, thiết kế và trang trí nội thất, làm việc với vải sợi và thực phẩm. Họ cũng là nhân viên sale giỏi, chính trị gia, nhà gây quỹ từ thiện, điều hành doanh nghiệp, giám đốc kinh doanh, hoạch định đô thị, kiến trúc sư, chuyên gia địa ốc. Tóm lại, người số 10 rất tự tin, hòa nhã, sáng sủa và vui vẻ, với cảm giác tinh nhạy đặc biệt và khả năng bán hàng xuất sắc. Số chủ đạo 11. Con số chủ đạo 11 có một trường năng lượng tâm linh đặc biệt mạnh mẽ, giúp những người mang con số chủ đạo này có tiềm năng phi thường để phát triển nhận thức ở thể siêu thức. Đáng tiếc là phần lớn những người số 11 lại không đủ khả năng phát huy tiềm năng đó. Con số 11 chủ đạo có một mức độ tâm linh đặc biệt cao bao quanh, làm cho những ai sinh ra dưới con số chủ đạo này dễ có một tiềm năng phát triển tầng ý thức cao rất mạnh. Tuy vậy, phần lớn những người số này lại không đủ khả năng phát triển những tiềm năng tiềm ẩn này. Nhưng hy vọng điều này sẽ sớm bị phá vỡ cùng với sự phát triển của thời đại mới, thời đại phát triển nhận thức. Mặc dù số 11 cũng không phổ biến nhiều như con số chủ đạo khác, nhưng họ chắc chắn sẽ có cơ hội đẩy mạnh tiềm năng mà họ đang có. Một khi họ ý thức được bản thân họ có giá trị tinh thần cao đến thế nào. Trên thực tế, chỉ có hai con số tổng của số ngày sinh cộng lại tạo ra con số chủ đạo là 11, đó là 29 và 38. Và thỉnh thoảng, hy hữu lắm ta mới bắt gặp được số 47. Mục đích sống. Những người số 11 nằm trong số ít ỏi những người được trang bị vốn tâm linh tiềm tàng tốt đẹp nhất để đưa thời đại chúng ta tiến vào thời đại nhận thức. Nói về mặt tâm linh, đây là một kiếp sống đầy trách nhiệm mà họ đã chọn lựa để có mặt ở cõi đời này. Tuy vậy, thật không may là rất nhiều người trong số họ lại bị quyến rũ bởi những hấp lực mang nặng tính đời trần, hỉ nộ ái ố, yêu yêu hận hận, để rồi xa lìa mục đích cao cả của mình. Nhưng dòng thủy triều đang thay đổi và hy vọng ngày càng sẽ có thêm nhiều số 11 nhận ra giá trị thật của mình để quay trở về với những lý tưởng mà họ đã nhận lãnh. Thể hiện tốt nhất. Yêu những gì tinh tế, vẻ đẹp và giá trị văn hóa của đời sống. Những người số 11 dễ thỏa lòng trước những môi trường như vậy bởi nó giải phóng họ được tự do bày tỏ nét đẹp thiên bẩm của tâm hồn. Đời sống vật chất với nhiều người trong số họ là quá khắc nghiệt và không thú vị. Nhưng họ học cách cân bằng vật chất với những lý tưởng mà họ tìm kiếm và nhận ra rằng những giá trị tinh thần cao quý nhất sẽ chẳng có mấy giá trị, trừ phi chúng có thể mang đến những điều đẹp đẽ làm cải thiện cuộc sống này. Chẳng có biểu đạt nào đẹp đẽ hơn việc giúp mình phụng sự cho cuộc sống theo khả năng của mỗi người. Những đặc điểm nổi bật. Có những sự khác biệt cực kỳ to lớn giữa cách sống của những người số 11 nào biết sống tích cực và vận dụng được sức mạnh tâm linh vượt trội của họ vào giúp ích cuộc sống và những người số 11 đầy tiêu cực với đời sống có vẻ đầy khó khăn và nhạt nhòa.
khi theo đuổi các vấn đề về tinh thần, tâm linh, những người số 11 thường có một mức độ cảm nhận giá trị đạo đức cao, một khả năng trực giác cực kỳ nhạy bén, một động lực thôi thúc rất rõ ràng. Khi sống trong môi trường bình thường, họ thường tỏ ra những người nhạy cảm, cực kỳ chân thật, có thể tin cậy, công tâm, với một tình cảm sâu đậm dành cho gia đình và bạn bè, và một tình yêu cuộc sống chân thành. Những khuynh hướng tiêu cực cần khắc phục. Khi đời sống vật chất ngày càng phát triển và nhiều hoa thơm cỏ lạ bày ra dọc đường, khả năng người ta bị chia chí, bị cám dỗ và từ bỏ trách nhiệm sống thanh thần vì những giá trị đạo đức cao cũng có thể xảy ra. Cuộc sống lẽ ra đơn giản, hài hòa hơn nhiều người cảm thấy nhiều. Nhưng những sự phức tạp hoặc thậm chí những đau khổ mà con người ta nhận gánh là do họ bị nhầm lẫn và bước vào, từ đó đi xa ra khỏi con đường chính mà họ nên đi. Khi điều này xảy ra, họ thường cảm thấy cay đắng và hằn học, rồi trở nên thờ ơ lạnh nhạt với những người khác và trong nơi làm việc. Khi những điều này xảy ra với những người số 11, họ trở nên lạc lối và hờ hững, tìm kiếm ít nhiều sự khuây khỏa trong thế giới vật chất mà họ đang bị dẫn dụ vào. Họ phải giữ ý thức và sự tỉnh thức cao độ để giữ được họ không bị lạc ra khỏi con đường chính mà họ cần đi. Bởi nó cũng không quá khó, miễn là họ khó chịu lưu tâm đến trực giác cực kỳ nhạy bén của họ. Những đề xuất phát triển. Đối với người số 11, các lĩnh vực tinh thần không thể bị trộn lẫn với các giá trị thương mại. Họ cần chọn lựa những nghề nghiệp có thể tạo điều kiện cho họ phát triển tâm thức và tạo chất liệu cho những sự nhạy cảm đáng quý của họ phát triển. Cùng lúc đó, với sự hào hiệp và nhạy cảm tự nhiên với những yêu cầu từ người khác, người số 11 thường cần tiền hơn những người bình thường khác. Họ cần phải học không chỉ những thách thức thực tế hơn để diễn đạt những giá trị tinh thần hay tâm linh của mình, mà còn phải học cách lắng nghe trực giác, vốn rất trung thực, sáng suốt hơn là bị thúc đẩy bởi những thèm muốn đơn thuần. Bên cạnh đó, cũng cần thực tập thêm các đức tính phân biệt rõ ràng nên không nên làm, hài hòa sống và can trường sống. Khi gặp hoạn nạn, họ hay từ chối sự giúp đỡ, nhưng phải học cách chấp nhận nhiều hơn và phải học cách nhìn ra những ích lợi có thể thu được từ sự giúp đỡ lẫn nhau để thực tế như vậy. Nghề nghiệp hợp nhất. Những nghề nghiệp mà số 11 thường thấy bao gồm nhà giáo dục, nhà hoạt động xã hội, các thủ lĩnh tôn giáo và huấn luyện viên phát triển cá nhân. Hoặc họ cũng có thể là giáo viên các bộ môn văn hóa, biểu diễn chuyên nghiệp. Khả năng trực giác cũng có thể đưa họ đến các vai trò các nhà thiết kế hay phát minh tài ba. Tóm lược, người số 11 là những người nhạy cảm, đầy cảm xúc và đầy quan tâm người khác. Họ yêu thích những gì tinh tế, vẻ đẹp và mọi điều về chiều sâu của những giá trị văn hóa, và vô cùng thật thà và giàu tình cảm. Thường tránh đời sống kinh doanh quá mệt nhọc, cũng không phải là những người quản lý tiền bạc giỏi. Số chủ đạo 22/4. Chúng ta sẽ đến với con số chủ đạo cuối cùng theo trường phái thần số học Pythagore. Số 4 được tạo thành từ tổng số ngày sinh cộng lại là 22, và vì vậy được ký hiệu thành 22/4. Đây là một con số đặc biệt, được trường phái thần số học Pythagore coi là con số vua. Và theo dõi quan sát nhiều trường hợp trong hơn 40 năm và đúc kết trong quyển toàn tập về thần số học mà mình đang trích dẫn, tác giả tiến sĩ David A. Phillips cho rằng những người sinh ra có con số chủ đạo là 22/4 có tiềm năng hầu như vô giới hạn và thường đạt được hầu hết những mục đích dường như bất khả thi. Nhưng thực tế có hai kiểu người số 22/4 hoàn toàn khác biệt: kiểu người nhận thức được sức mạnh của họ và kiểu người không nhận thức được. Sự khác biệt giữa hai kiểu người này cũng tột bậc như bản thân sức mạnh của con số này vậy. Kiểu người số 22/4 biết nhận thức được sức mạnh của mình, lĩnh hội được sự thành công của hầu như mọi mặt trong cuộc sống mà họ được hướng dẫn tới. Kiểu người 22/4 không nhận thức được lại chìm đắm vào cách sống thờ ơ đầy lười biếng, trở thành những người hầu như vô dụng, lạc lõng giữa đời. Không ít người trong số này thậm chí còn bị chìm nổi trong các bệnh viện tâm thần. Cách mô tả của tác giả là mình liên tưởng đến một khái niệm khá cực đoan hiện hữu: được ăn cả, ngã về không. Chỉ có một trường hợp số tổng cộng ngày sinh cho ra con số đặc biệt này, đó là 22. Và như vậy, người ta sẽ đặt cho nó một dạng ký hiệu đặc biệt, 22/4. Đặc biệt hiếm, chỉ chiếm khoảng 1-2% toàn tổng số dân trong một đất nước. Mục đích sống.
khi cuộc sống của con người không ngừng phát triển, tiến hóa về những tầng nhận thức cao hơn, luôn cần có những cá nhân xuất chúng được giao nhiệm vụ dẫn dắt những bước tiến hóa này. Vai trò này quan trọng cũng tương tự như vai trò của một người đạo diễn trong một bộ phim hay một vở kịch vậy. Từ sau hậu trường, họ định hướng tất cả, từ thiết kế tổng thể đến mọi ý tưởng, cách thể hiện. Khi sống được tích cực ở bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống, những người 22/4 luôn là trung tâm. Trong thời đại nhận thức mới, vai trò của những con người này lại càng trọng yếu hơn nữa. Bởi những gì họ nhận thức được có tác dụng như những loại đèn hiệu phát sáng con đường tiến hóa, mà theo đó nhiều người sẽ soi và noi theo. Trong nhiều thế kỷ, những người 22/4 đã lựa chọn âm thầm làm việc đằng sau hậu trường. Khi cuộc sống tiến hóa, ngày càng có nhiều người 22/4 tiến lên phía trước và đảm trách các vai trò quan trọng hơn, bởi cuộc sống ngày càng nhiều điều thật giả lẫn lộn. Thể hiện tốt nhất. Để có được những gì có vẻ là tiềm năng của họ, những người 22/4 trước hết cần nhận được những sự giáo dục tốt nhất có thể. Nhiều người bỏ phần lớn thời gian cho việc học, không ngừng làm cho họ ngày càng giỏi hơn, thỏa mãn khát khao kiến thức. Họ nhận thức được rằng bằng những kiến thức này họ sẽ được trang bị bản thân tốt hơn để hướng dẫn những người khác. Những người 22/4 cần có thể làm việc không có bất cứ trói buộc nào để có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Bởi họ dễ trở nên tức giận nếu phải làm việc dưới sự điều khiển áp chế quá lâu. Tốc độ học hỏi, lĩnh hội mọi điều của họ nhanh đáng ngạc nhiên. Như thể họ đã lĩnh hội được hầu như mọi điều từ các đời kiếp sống trước. Và giờ đây chỉ đang lĩnh hội lại lần nữa để làm quen với cách diễn đạt hiện đại của đời sống ngày nay mà thôi. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi họ vươn lên vị trí lãnh đạo rất nhanh chóng và thường được hỏi ý kiến, hướng dẫn hay tư vấn. Những đặc điểm nổi bật. Một trong những đặc điểm đáng lưu ý nhất ở những người 22/4 là sự thiếu vắng biểu cảm về cảm xúc. Họ coi việc kiểm soát cảm xúc như một mục đích then chốt và sử dụng nó để giảm thiểu các phản ứng tiêu cực hướng về họ, thay vì tỏ ra xa rời hay khó hiểu. Thật ra họ là những người rất nhạy cảm, trực giác cao, là những người hội được sự kết hợp giữa hai lần ý thức tâm linh mạnh mẽ của số 11 mà hôm qua mọi người vừa được đọc, cùng với tính thực tế rất hiển hiện của số 4. Họ hiếm khi từ chối một thử thách nào của cuộc sống, đặc biệt là khi nó liên quan đến an sinh của con người. Họ sẽ được tìm thấy ở một số những môi trường khó khăn và có vẻ nguy hiểm nhất, nhưng thường tỏ ra rất tỉnh táo và thận trọng khi tiến hành bất cứ việc gì mà họ đang hướng dẫn mọi người theo. Khả năng chịu trách nhiệm của họ hầu như vô giới hạn. Vì thế, có không ít người vô thức có thói quen dựa vào họ. Những khuynh hướng tiêu cực cần khắc phục. Hầu hết những người 24/4 có khả năng tự nhận ra rất nhiều sức mạnh của họ và vận dụng chúng thành công. Một ít người lại không nhận ra, sẽ bị lôi kéo vào một môi trường sống vật chất, qua đó lãnh hết những khía cạnh tiêu cực của số 4, mà còn tệ hơn. Khi bị cuốn theo hướng này, họ sẽ trở nên những con người lạc lối, ám ảnh vì đồng tiền. Và trong lúc chạy theo đồng tiền, họ sẽ chịu sự can thiệp bởi sức mạnh vật chất này, trở nên không hạnh phúc, cô độc, lạc lõng. Việc chữa trị những điều này về chiều sâu đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, thông cảm cùng từ ái. Bởi những người 22/4 có thể trở thành những người tiêu cực nhất, tương ứng với cán cân đầu bên kia khi họ thành công hay tích cực. Bởi tất cả những người 22/4 đều rất thích nghệ thuật, nhịp điệu, nhảy múa và hầu hết các thể loại âm nhạc. Việc nương vào những hình thức thể hiện thông qua các loại hình nghệ thuật hay giải trí này có thể giúp họ cải thiện thái độ tích cực hơn và cân bằng cảm xúc tốt hơn. Điều này sẽ đưa họ ra khỏi thế giới tự bó gọn của chính họ và giúp họ tái đặt được cái nhìn tích cực về cuộc sống. Những đề xuất phát triển. Với những người 22/4, họ rất cần phải đảm bảo được sự cân bằng giữa làm việc và hưởng thụ, vui chơi. Năng lực thiên bẩm trong công việc có thể khiến những người này bị nghiện việc, nghiện các thành tựu đạt được trong công việc, qua đó làm tổn hại chất lượng gia đình, mất cả thời gian thư giãn và dành cho các sở thích khác. Cần dành đất cho những sở thích mang tính nghệ thuật như ca hát, nhảy múa, hội họa, viết lách, v.v. sẽ giúp họ cải thiện biểu cảm và cân bằng cảm xúc. Họ phải nhận ra họ không bao giờ quá già để học hỏi, bởi sự học là một hành trình theo đuổi cả đời với họ. Nghề nghiệp hợp nhất. Những người 22/4 phù hợp với vị trí lãnh đạo các doanh nghiệp hay tổ chức văn hóa.
họ xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực họ nỗ lực vươn đến, cho dù đó là nghệ thuật, viết lách, chính trị, các dịch vụ xã giao, hoặc trở thành các chuyên gia đầy hiệu quả, các nhà hoạt động nhân văn, kỹ thuật viên, đặc biệt chuyên ngành IT và giáo viên. Đây là con số vua mà những người mang đúng số này có trách nhiệm nhiều nhất với xã hội. Họ là những người tự tin, có trực giác và nhạy cảm rất cao. Với một bản năng kiểm soát cảm xúc mạnh mẽ và một mối quan tâm sâu đậm đến an sinh xã hội, họ cần hết sức cảnh giác để không trở nên nhẫn tâm gạt bỏ con đường tiến đến mục đích lớn của cuộc đời họ. Khi biết con số chủ đạo của mình, bạn sẽ biết được đâu là điểm mạnh, đâu là điểm cần khắc phục để thành công hơn trong cuộc sống. Dựa trên biểu đồ ngày sinh, thần số học sẽ chỉ rõ những hạn chế của mỗi con số chủ đạo. Từ đó, gợi ý hướng cải thiện giúp mỗi người sống tốt hơn, tích cực hơn.